mẫu Nhật. Mình thường hay đi đến mấy quán bình dân, mình ăn, mình review luôn á cả nhà. Tại vì đi mấy quán bình dân cho nó dễ. Hẹn gặp cả nhà quán lẩu nha. Đây bạn ơi, mình tới quán lẩu rồi nè cả nhà. Bình thường là COVID tức là ngồi ở đây nè. Quán lẩu nữa. Ừ, không, rồi, bữa nay đợi nay cho vô trong rồi. Đây cái quán lẩu tên là Saboya nha. Chắc vô rồi á, chắc ngồi đợi trong á. Quán lẩu tên là Saboya, lẩu Nhật. Ngon lắm cả nhà. Thịt nó mềm. Cả nhà khi nào có cơ hội đến đây ăn. Mình đang ngồi đợi trong. Đây mình mới tới quán lẩu nè cả nhà. Thì cái ba quán này là nó là Saboya nha, là 30 đồng một người. Và tất cả mà mình ăn đồ ăn mà mình bị dư á, mình gọi ra mà mình không ăn á là sẽ là sẽ làm bị trả 6 đồng một người ha. Bây giờ là mình có tổng cộng là 5 loại súp. Thì mình hay ăn cái loại súp súp số 4 ở cả nhà, nó hơi cay cay chút xíu nhưng mà nó ngon á. Thế nào, ở đây cũng 30 rồi ở lắm ra đó ngon á. Mình nghĩ nó lên đó dân chơi là phải ngon, tiền nó cũng ok. Nó hơi cay cay nhưng mà nó đậm đậm vị hơn. Ủa sao anh nhiều quá vậy? Em kêu là xem hay là nó ít chưa? Em kêu là xem á. Chắc đổi không? Đổi không? Nó kêu 600 ngàn. Thì cái ớt, kiểu ớt giống như ớt cay lắm đâu. Cay, ớt cay khô gan rồi. Mình sẽ có tổng cộng là 10 loại thịt ở bên nhúng như cái nhà mình mới có. Đổi hơn. Đổi hơn. Đổi hơn. Đổi hơn. Sau đây là mình sẽ gọi mình lấy sốt hoặc là mình lấy rau là lấy bên kia, còn đây là mình sẽ lấy những cái đồ gọi thêm á đó. Đó hết luôn. Ok, đây là cái chỗ mà lấy đồ ăn thêm đó. Bây giờ Tuấn đang lấy cho em quả trứng luôn để em pha sốt em ăn. Thank you.
Lời mình ăn xong rồi cả nhà. Hãy nhớ tới đây ăn thử. Đừng đứng trước nhà hàng mà đừng đứng nói chuyện với bạn chứ đi về. Ăn thoải mái mà không sợ no. Thì có gì muốn mọi người đến đây ăn. Sambuya. Are you can eat? Đóng đây. Tốn no căng bụng mà. No. Đi tướng chưa bất giới đi. Nửa nha. Trời ơi, ăn đảo mấy bạn ơi, bể bụng mấy bạn ơi, kiểu vậy. Trời không phải vui tí. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở video lần tới nha. Mình sẽ review thêm nhiều nhà hàng và nhiều nơi đọc và lạ hơn cho mọi người biết nha. Bye mọi người đi. Bye. Bye ai? Ủa, bye Tấn, bye Hạnh, bye cô chú, bye anh chị. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video lần tới nha. Mình sẽ review thêm nhiều nơi hơn.